Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi nói về mấy tên mà tôi đặt là vong bản vọng ngoại, tức là vong ơn đất nước nhưng mà vẫn trọng vọng nước ngoài. Thì trên cái mặt trận đấu tranh, trên mặt trận truyền thông này á, thì nó có ba vấn đề. Cái thứ nhất là đấu tranh chính trị, cái thứ hai là xã hội, cái thứ ba là kinh tế. Mà hiện giờ và mấy năm qua thì cái bọn phản động lưu vong và cái bọn gọi là ai vua phản động nó tấn công về ba mặt trận này, nhưng thấy rõ ràng chúng đã thua rõ ràng hai mặt trận. Cái mặt trận thứ nhất là mặt trận đấu tranh chính trị trên mạng truyền thông á, thì bọn phản động, bọn phá hoại trong nước đã thua trên lý luận chính trị, bởi vì chúng không có một lý luận chính trị vững chắc nào để có thể biện minh cho một cái chế độ xã hội cũ đã thối nát, đã thua bỏ chạy. Mà cái đường lối chính trị của đảng ta đó là rõ ràng và được nhân dân ủng hộ, nên chúng đã thua hoàn toàn trên mặt trận đấu tranh chính trị. Thì chúng không có một lý luận chính trị nào để bảo vệ cho cái chế độ thối nát của Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ chạy, mà chúng cứ rêu rao là chính nghĩa bị nhân dân lật đổ và phải bỏ chạy. Rồi tới cái mặt trận thứ hai, chúng là cái dùng của lực lượng công giáo để kích động gây loạn, đã bị đập tan và tống khứ từng tên vào tù, từng tên một vào tù. Thì như thế chúng rõ ràng chúng nó thất bại cho hiện bây giờ. Các bạn cứ nhìn kỹ coi, bọn chúng đang chuyển hướng so sánh kinh tế nước ta và các nước tư bản để làm tác động trong nhân dân, cứ luôn luôn nghĩ rằng nhà nước đảng ta lãnh đạo làm cho đất nước ta nghèo, mà nó cứ đem so sánh với các nước tư bản, các nước giàu có. Đặc biệt á, vừa qua thì có cái tên gọi là David Lê đã nói về cái mặt bản kinh tế và ngân hàng nhà nước. Thì các bạn hôm qua đã nghe Nguyễn Trọng Nghĩa ở Đồng Tháp đã đáp trả lại tên này một cách rất xứng đáng. Cái tên này tự xưng là có học thức nhưng tôi nghĩ rằng thiếu kiến thức. Cái tầm nhìn của hắn rất hạn hẹp và rất chủ quan, hắn không có một cái nhìn khách quan, hắn chỉ nhìn thiên vị. Cho nên hôm qua Nguyễn Trọng Nghĩa ở Đồng Tháp chỉ là một công dân bình thường, rất bình thường trong cuộc sống lo toan hàng ngày, chỉ để dành một phần nhỏ trong trí óc của mình, phần rất nhỏ thôi trong trí óc của mình để đáp trả lại tên David Lê này. Tôi thấy một sự đáp trả rất xứng đáng, bởi vì chúng hiện giờ đang tập trung so sánh cái mảng kinh tế của nước ta với các nước thế giới. Chúng rất ngu xuẩn và cái luận điệu của chúng là gọi là ăn càn nói bừa. Ví dụ như vừa qua là cái tên Benny Trương, thì đúng là tôi lại không có tranh luận làm gì cho những cái tên này, bởi vì tôi rút ra một cái kinh nghiệm thời nhỏ đi học. Thì có một tên học chung với tôi, có một bạn học chung với tôi, cái này tôi ví dụ là tôi nói 4 lần 4 là 16, nhưng tên này thì nói rằng 4 lần 4 là 19. Cãi nhau kịch liệt hàng giờ đồng hồ, tôi đưa bản cửu chương ra, nó vẫn cãi 4 lần 4 là 19. Cuối cùng phải đưa vào thầy giáo để làm trọng tài xem ai đúng sai. Có một điều bất ngờ, thầy giáo bắt tôi nằm xuống, thầy giáo đánh. Đánh xong rồi tôi ngạc nhiên, tôi hỏi sao sao thành đánh đánh con. Thầy nói thế này: con biết nó ngu mà con cứ cãi nó thì con cãi hoài nó không lại cho nó. Con đưa bản cửu chương cho nó coi rõ ràng mà nó vẫn cãi con thì là nó ngu rồi, thì con để cho nó ngu liền luôn đi, nó ngu luôn để cho thiên hạ người ta cười nó. Bởi vì đối với những tên này cũng không cần cãi nhiều, mà tôi chỉ nói chúng nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Ví dụ như tên Benny Trương á, thì so sánh thế này, tôi nghe qua thì hắn nói rằng nước Việt Nam ta là một nước nông nghiệp. Tại sao dưới sự lãnh đạo của đảng luôn luôn nghèo? Tôi nói cho tên Trương này nghe rõ thế này: cái thời trước tôi học ở Sài Gòn này, ở dưới chế độ cũ đây, thì bài học rất đơn giản là thầy nói thế này: một nước nào phát triển công nghiệp cộng với khoa học kỹ thuật là nước đó mới giàu được. Còn một nước nào phát triển nông nghiệp cộng với lạc hậu là nước đó không thể giàu nhanh được.
thì cái đó rõ ràng rồi. Nhưng mà nó hỏi một cách rất ngu ngốc. Đương nhiên một nước phát triển công nghiệp thì nó luôn luôn là phải giàu rồi. Còn nước ta thoát khỏi chiến tranh, đi từ cơ cấu chế nông nghiệp lạc hậu rồi dần dần mới tiến lên, thì tại sao nó không so sánh rằng khi mới giải phóng đất nước ta hơn 3 triệu dân phải nhập gạo nước ngoài, nước ta vẫn bị đói. Nhưng tới bây giờ đất nước ta hơn 90 triệu dân mà gạo vẫn xuất khẩu đi hàng năm mấy chục triệu tấn, thì đó là một sự phát triển vượt bậc rồi còn gì nữa. Nhưng so với nước phát triển công nghiệp thì ta vẫn không thể theo kịp giàu bằng các nước phát triển công nghiệp được. Ví dụ như các vị sử dụng hàng ngày đó, nó chế một cái điện thoại di động chỉ cần một ngày công thôi, nhưng các vị phải mua nó bằng 1 tấn gạo, bằng 20 triệu đấy. Thì đương nhiên các nước phát triển công nghiệp họ vẫn khá hơn chứ. Nhưng hắn đem so sánh nước nông nghiệp với nước phát triển công nghiệp thì tôi thấy rõ ràng hắn ngu. Rồi á, là cái luận điệu của nó là luôn luôn nói á, là đất nước ta là đi lạc tục hậu. Thì đây tôi xin giới thiệu các bạn một cái mảng nhỏ. Các bạn có biết đây là đâu không? Nếu mà tôi giải thích thì các bạn có thể nói đây là Singapore. Và xin thưa các bạn, đây là cái dòng sông Tàu Hủ chấp ranh giữa vùng 1 và vùng 4. Đây, các bạn thấy không? Tôi đang đứng trên cầu lãnh. Đó, các bạn thấy không? Đất nước chúng ta thay đổi như thế này mà cái lũ vọng ngoại nó luôn luôn nói là Việt Nam nó thụt lùi. Đây là một phần của vùng tư, các bạn thấy chưa? Đó, có thể mà tôi không giải thích thì có thể một số bạn cũng hiểu nhầm đây là Singapore. Những nhà cao tầng mọc lên ở trên dòng và sông Tàu Hủ trước kia. Đó, cái bộ mà lọc ngoại ra hay nhìn chỉ vô sự thay đổi đất nước thế này mà chúng nó cứ nói là đi thụt lùi. Tôi chỉ cho các bạn thêm một đoạn của sự thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh. Bông sông này đã chảy ra sông Sài Gòn. Thế các bạn đã đều thấy là đất nước ta phát triển như thế mà chúng cứ rêu rao là rực rỡ. Nhưng mà chúng ngu một cái điều rằng á, là hiện giờ trên mạng truyền thông nhân dân, cộng đồng người Việt chúng ta ở nước ngoài rất hiểu, mà hiện nay rất nhiều Việt Kiều đã về nước, họ rất hiểu tình hình thay đổi đất nước. Hiện giờ đã một số Việt Kiều đã rất phản ứng với bọn chúng vì cái sự ăn tục nó phép bọn chúng. Trên hiện nay một số Việt Kiều đang bức xúc cái chuyện bọn chúng nó láo quá nhiều. Ví dụ như cái tên Trương Quân ở bên Úc vừa rồi tôi có coi, thì hắn nói hắn đã sống ở Việt Nam, học phổ thông ở Việt Nam, tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, xong qua Úc sinh sống. Và hắn luôn luôn ca ngợi cuộc sống ở bên Úc là được học bổng rồi, được học miễn phí đủ thứ kiểu hết. Nhưng hắn quên rằng hắn trưởng thành từ cái nền tảng của giáo dục ở Việt Nam. Từ đó hắn mới có một cái đà để phát triển lên học ở nước ngoài. Hắn không cảm ơn là nền giáo dục Việt Nam đã giáo dục dạy dỗ nó nên người, mà hắn ca ngợi khúc ngọn chứ không nghĩ tới khúc gốc. Thì những tên này tôi nói là những tên đều vong bản vọng ngoại hết. Cái này tôi thí dụ cho vui nha. Thí dụ đi ngoài đường mà thấy một phụ nữ nào đẹp, ta vẫn có quyền khen đẹp. Ta vẫn có quyền khen đẹp vì đó họ được tạo hóa ban cho họ một cái sắc đẹp. Nhưng đừng quay lại nói vợ mình là xấu. Chắc chắn rằng những tên đó ăn mấy cái tát ngay thôi. Cho nên những cái gì hay của nước ngoài ta vẫn có quyền khen. Nhưng ta đừng quay lại chê tổ quốc ta. Đó là cái bản chất của những kẻ phản bội. Mà bất cứ kẻ phản bội nào, ở nước nào họ không đều tôn trọng hết. Nó luôn luôn ca ngợi những cái hay của các nước Mỹ, nước Úc hoặc Singapore, Hàn Quốc. Nó đưa những cái điều tốt nhất của nước ngoài và so sánh những cái điều còn không được tốt ở nước ta.
hắn thường tụi chúng thường hay so sánh những điều đó. Tại sao chúng không so sánh ngược lại những điều tệ hại ở nước ngoài và những điều tốt đẹp ở nước ta? Đây tôi thí dụ, một bạn ở nước ngoài đã nhắn tin về cho tôi nói thế này. Tôi xin đọc lại nguyên văn. Washington Mutual, nhà băng này giật cả nước Mỹ, tất cả tiền để dành của mấy người già, họ khóc quá trời, có ai trả lại cho họ không? Và người già phải ra đi làm lại, thì lúc đó một số trẻ ra trường không có việc làm. Vậy có bình yên không? Có công bằng không? Còn cái bọn phản động bao que là tụi nó không nói lên sự thật, mà toàn là vẽ bức tranh thật đẹp và hoàn hảo cho bọn phản động trong nước. Không thấy bọn phản động trong nước lên mạng đứng đó tố cáo chính phủ Việt Nam, thật là ấu trĩ, thật là nực cười. Đồ bọn phản động có ly Phật nha, cấu kết với những người trong nước. Bọn bay thật là đồ chó dễ trâu xanh mọi rợ. Vậy bọn bay qua Mỹ mà tố cáo đi. Bọn bay sống thì phải vươn lên chính bản thân của bọn bay. Tại sao cứ đòi ăn bám của chính phủ? Bọn bay có làm gì cho đất nước chưa? Tại sao bọn bay bắt chính phủ làm cho bay? Ở trên thế giới này, cả nước Mỹ, những người doanh nhân thành đạt giàu nhất thế giới, họ từ bần cùng cực khổ mới đi lên được, tự tay làm ra. Không ai giúp và không có chính phủ, không có công bằng gì cả. Còn bọn phản động của Lê Phật Nha cấu kết với những người trong nước là một lũ vô học, là một lũ não, bại não thần kinh, sống không giúp ai được, thì cũng đừng nên làm phiền người khác. Đó là ý kiến của cộng đồng người Việt ở bên Mỹ đã bất bản nói như thế. Thì tôi nói ở đây thì có những tên phản động chui ở đây coi đấy. Đấy, cứ coi đi rồi tụi mày ngẫm nghĩ lại ha, bắt tay tráng ngẫm nghĩ lại coi tụi mày xuyên tạc nói xấu như cái gì. Tụi mày nói những nước Mỹ tốt đẹp nhưng ở bên Mỹ cộng đồng người Việt phải hiểu hết á. Và hiện giờ là có bọn A vua đòi học đòi chống cộng, tập làm phản quốc. Có một số A vua như vậy. Thì cái bọn này á thì nó gồm mấy loại, tức là bọn Ngụy Tàng, tức là bọn Ngụy già rồi đó. Và bọn Ngụy Lưu Vong và bọn Hậu Ngụy. Những cái bọn luôn luôn mang tư tưởng hận thù vì chúng mất đi cái quyền lợi đã từng gắn bó một thời làm tay sai cho ngoại bang. Chúng mất đi được cái hưởng bổng lộc khi làm tay sai cho ngoại bang, trên vừa chúng mang một cái máu hận tới bây giờ. Đó là thiểu số, một cá biệt của những cái bọn còn mang tư tưởng hận thù. Chúng luôn luôn chống lại đất nước, chống lại nơi mà quê hương của chúng. Thì nay tôi nhắc lại á, là những cái tên này là chúng chỉ biết xuyên tạc bậy bạ thôi. Thí dụ như vừa rồi xảy ra một cái tên Daniel Howard xúc phạm đến vị đại tướng của dân tộc chúng ta. Thì cái tên này á thì rõ là một cái tên Đức Việt, người Mỹ gốc Đức chứ không phải Mỹ hoàn toàn. Cái họ Howard là cái họ Đức, nhưng chút xúc phạm đến dân của lãnh của đại tướng của chúng ta thì tất nhiên chúng coi dân tộc chúng ta cũng không ra gì, nên tống khứ ra khỏi nước ta, vì nước ta có quyền độc lập và tự do, không chứa những thành phần như thế. Còn nói thêm một cái này nữa, cái tên Trương Quân á thì đem so sánh thế này. Hắn nói á là bên nước Úc đa đảng, thì đảng nọ đấu tranh với đảng kia để giành những quyền lợi thiết thực nhất cho người dân, cuộc sống thiết thực cho người dân. Nhưng hắn không hiểu rằng từ khi hiến pháp nước Đức có, nước Úc có và thành lập quốc hội đều có hai đảng song song hoạt động, thì chúng cũng đều có quyền lợi như nhau và có nghĩa vụ như nhau. Và với một nước đã giàu có sẵn
thì dân được hưởng những cái quyền lợi của nước đó. Đương nhiên, khi đã có hiến pháp, hai đảng đã có song song thì chúng đều có quyền lợi nghĩa vụ như nhau, chứ không phải nhờ đảng đó mà đấu tranh nhau để đem quyền lợi thiết thực cho nhân dân. Mà nhân dân được quyền hưởng những cái tài nguyên của đất nước họ. Còn chúng nói ở Việt Nam ta có một đảng cộng sản lãnh đạo thì không có người đấu tranh mang quyền lợi thiết thực cho nhân dân. Thì tôi hỏi thế này, thí dụ như Trung Quốc, họ có một đảng, nhưng họ đưa đất nước của nó, đất nước của họ lên trở thành một cường quốc, đó là sự lãnh đạo tuyệt vời, đâu có gì nữa, đâu cần đa đảng. Các bạn đều biết cách đây 80 năm trước, Trung Quốc đã từng bị nhiều nước chia xé ra nhiều mảng, chia thành tô giới. Anh chiếm một vùng, Pháp chiếm một vùng, Nhật chiếm một vùng. Nhưng sau khi giành được độc lập của lục địa nhân dân Trung Hoa từ năm 49 đến nay, thì các bạn nhìn coi chỉ có một đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng họ phát triển đất nước như thế nào. Nhưng bây giờ họ là một cường quốc, và cách họ thu phục đất nước họ lại dần dần cả. Thì như thế, còn nếu nước ta mới thoát khỏi chiến tranh, thì nó hỏi rằng bây giờ chúng ta phải khắc phục từ từ chứ đâu phải phát triển ngay được. Nhưng vừa rồi cái tên Benny Trương lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế này: bao giờ Việt Nam phát triển bằng Hàn Quốc và Singapore? Thì tôi xin nói thế này: Hàn Quốc và Singapore cứ chiến tranh liên miên 40 năm đi, rồi Việt Nam sẽ phát triển qua mặt nó, chứ đừng có nói bằng. Nó có chiến tranh như Việt Nam 40 năm liền đi, rồi coi Việt Nam sẽ phát triển như thế nào. Nó chỉ biết nói chứ nó không biết nhìn chiều sâu. Cho nên tôi nói thêm cái chỗ này: từ năm 1930 đến nay, đảng ta lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, không phải từ 30 tới 75 là 45 năm đâu. Tiếp sau đó thêm 10 năm nữa chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Nam nữa. Thì ai lãnh đạo? Chỉ có đảng Cộng sản lãnh đạo mới giành được độc lập thống nhất từ tay thực dân Pháp, đô hộ đất nước ta gần 100 năm, rồi tới bọn can thiệp Mỹ xâm lược vào nước ta, đuổi chúng đi, và tới bọn gây hấn Tây Nam và phía Bắc. Thì các vị đều biết rằng bao nhiêu đảng viên Cộng sản đã hy sinh. Thời chống Pháp, chúng đã bắn bao nhiêu Cộng sản ưu tú. Ví dụ như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần. Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có bao nhiêu đảng viên. Những đảng viên phải tiên phong gương mẫu. Mà những đảng viên này đâu ra? Ở trong nhân dân ra, ở chừng những quần chúng tốt, những người vào đảng. Thì ở đây tôi không nói là tài hoặc đức, nó lớn lắm. Tôi chỉ nói rằng người có năng lực và người có hạnh kiểm tốt mới vào đảng. Vào đảng để vì dân tộc, vì đất nước. Trên qua kinh qua mấy cuộc chiến tranh, bao nhiêu đảng viên đã hy sinh. Đây tôi nói về phần đảng thôi. Thì trong chiến tranh này đã nhân dân đóng góp rất là lớn, và hy sinh của quân đội ta rất là nhiều. Thì trong đó có rất nhiều đảng viên phải hy sinh. Thế thì bây giờ đảng ta phải đạt cầm quyền. Nhưng có tên nói thế này: đảng Cộng sản cầm quyền, như thế đảng Cộng sản có quyền đàn áp hay sao? Tôi trả lời thẳng luôn: đảng Cộng sản vẫn thẳng thừng đàn áp những kẻ nào muốn nổi loạn,
để đoạt chính quyền, mà sẵn sàng tiêu diệt những kẻ nào dùng vũ trang để lật đổ chính quyền. Diễn chứng đã thấy rõ ràng bao nhiêu toán xâm nhập vũ trang đột nhập vào nước ta để phá hoại, tiêu diệt ngay. Rõ ràng luôn, vì phải dùng bạo lực cách mạng để chống bạo lực phản cách mạng. Điều đó rõ ràng. Bữa trước có một tên hỏi tôi như thế. Thế đảng Cộng sản cầm quyền, có quyền như thế là có quyền đàn áp hay sao? Đây tôi trả lời thẳng như thế. Có quyền tiêu diệt bất cứ kẻ nào dùng vũ trang để chống lại chính quyền. Cho nên phải nói rõ thế này. Chúng ta đều đa đảng. Như thế bài đảng ta có công, chẳng lẽ để chúng xen vào đó để chúng chia quyền sao? Rất là vô lý. Chúng có công gì mà chúng đòi đa đảng? Chúng nhảy vào đây để chia quyền với đảng Cộng sản. Mà chẳng những chúng chia quyền mà chúng còn muốn lật đổ, bài trừ đảng Cộng sản. Đó là âm mưu của bọn phá hoại và bọn phản động luôn luôn mang cái tư tưởng đó. Và nay tôi nói thẳng thừng luôn, không có thể bất cứ một cái đảng nào có thể vào để chia quyền được, vì chúng đã không có một sự hy sinh thì chúng không có quyền hưởng. Nói thẳng như thế. Và nhân dân cũng không tín nhiệm chúng. Cho dù chúng thành lập đảng nào tham gia vào đảng Cộng sản, nhân dân cũng không thể tín nhiệm được. Chứ đừng có nghĩ cái chuyện đa đảng mơ hồ. Mà lâu nay chúng đã hô hào cái này, chúng nay đã im miệng rồi, chúng không dám nói nhiều nữa. Vì chúng biết rõ rằng không thể tranh chấp với đảng Cộng sản được. Đây, còn vấn đề mà tôi nhắc thêm, vấn đề chúng cứ đòi dân chủ tự do. Vừa rồi ở bên Mỹ có một người nhắc tôi thế này. Ví dụ như tháng 9 năm 2007 vừa qua đó, có một đội banh ở bên nước Mỹ đá bóng á, ra chào cờ. Thì có một thanh niên khi chào cờ Mỹ thì không để tay áp lên ngực trái, mà đứng chân thì còn đứng chân trước chân sau. Cuối cùng ông Donald Trump, ông coi lại hình ảnh này, ông cấm luôn cái đội bóng thi đấu. Đó, tự do đấy. Không nghiêm trang một chút thôi. Huống chi có những tên xúc phạm đến lãnh tụ, xúc phạm đến Bác Hồ, thì sao ta không xử được? Chúng có đội tự do thế nào nữa? Cái tự do chúng lần lần đi đến chỗ chúng muốn lật đổ chính quyền đó. Cho nên hôm nay á, là tôi có ý kiến như thế. Và tôi biết chắc rằng có những tên chống đối, có những tên phản động coi đây đấy. Nhưng chúng mày cứ coi mà suy nghĩ đi, và nói những điều sự thật, chứ đừng có nói dối trá, luận điệu xuyên tạc. Đừng có tân bốc những điều hay bên Mỹ. Dân Việt Nam người ta rành lắm rồi. Hầu như ở Việt Nam, miền Nam này và cả miền Bắc, hầu như thân nhân ở Việt nước ngoài không phải là ít. Họ rất hiểu những cảnh sống và những thông tin bên đó. Trên những cái tên đó mà đã mang quốc tịch Mỹ rồi, thì nó nên làm điều gì tốt với nước Mỹ đi. Không có chúng mày thì nước Việt Nam này chẳng ảnh hưởng gì cả. Và có tiếng nói của chúng mày vào đây để xuyên tạc cũng chẳng ảnh hưởng gì với chế độ này. Chúng mày chỉ là một đám nhỏ thôi, một nhúng trong nắm tay thôi, không đáng kể. Và tụi mày cứ việc la, cứ việc sủa, cứ việc tuyên truyền, cứ việc xuyên tạc, đó là chuyện của chúng mày. Còn nhân dân ở đây, nhân dân Việt Nam chúng ta hiểu quá rồi. Kể cả những lúc nói chuyện đây, có những tên comment ra đây, chúng không biết có một lý luận gì nói hết, chúng chỉ ăn tục nó phép thôi. Đó là cái luận điệu của tụi phản động là, và tụi phá hoại là như vậy. Và nói chung là tụi hậu bao que đấy. Nó chỉ có cái luận điệu đó thôi, chứ không có cái gì khác hơn.
Cho nên tính ngay những tên như David Lê tự xưng là nhà giáo, nhưng mà thấy trình độ chính trị hắn nói còn thua một anh thanh niên ở miền quê đồng bằng sông Cửu Long ở Đồng Tháp. Tức là hắn đừng nghĩ rằng người dân Việt Nam trình độ không hiểu hết đâu. Trên cái lũ chúng mày đó ở nước ngoài nên nói sự thật, chứ có đừng nên lếu láo nhiều quá, mà chính ngay cộng đồng người Việt ở nước ngoài họ khinh bỉ chúng mày, và dần dần họ sẽ lột hết mặt nạ của chúng mày ra. Chúng mày cứ khen ở bên nước Mỹ giàu thế này thế kia, những tên đã từng lên đây nói cứ đem hết tài sản về đây so sánh với những người giàu rất bình thường ở Việt Nam thôi, xem tụi mày có giàu hơn người ta không, thì tụi mày hãy nên khen. Chính ngay tụi mày là những tên ăn bám, những tên làm thuê, chưa chắc có những tên đó có nhà, nhưng tụi mày lúc nào cũng khen ở nước ngoài giàu có sung sướng, nhưng tụi mày cứ mang hết tài sản về đây để tao chỉ cho tụi mày so sánh những người giàu rất bình thường Việt Nam thôi, thì tụi mày sẽ tự thấy hổ thẹn. Nhưng chính cái đám lưu vong ở Chiên Nôn nói xấu dân tộc Việt Nam này á, thì ra ngoài đường á, thì chúng tự xấu hổ rằng chính chúng nói xấu dân tộc mình, thì cộng đồng nước ngoài họ xem rẻ thôi, chứ chẳng ích lợi gì cả. Cho nên cái buổi nói chuyện hôm nay tôi xin kết thúc ở đây, và xin chào tất cả các bạn ở cộng đồng.